Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi 12 game. Game đầu tiên đó là Subway Surfer. Chúng mình cùng đi khám phá tựa game này trước tiên nha. Oh my god. Oh no no no. Mình đi bắt rồi. Ok, mình sẽ chuyển qua tựa game tiếp theo nha các bạn. Bên đi ra. Các bạn đợi cho tựa game lát một chút. Sẽ chơi map này đi. Phần này nào. Sẽ tập trung chơi để bán cái map này. One, go. Lần này con boss có 60 máu và chúng ta cần phải gục con boss với số lượng máu rất là lớn. Thế nên sẽ tập trung để chơi cái map này. Thank you.
Wow, để mất cái rồi. Mất cái khối sắt của cái lò rèn. Wow. Ba con boss tiếp sau. Chúng ta mới chỉ đi được 1/3 chặng đường thôi. Con boss còn rất nhiều máu. Sai là
Wow, khó chịu thật. Bây giờ mình phải căng não ra để chiến đấu đấy. Rồi, ok, mình sẽ chuyển qua tựa game tiếp theo. Mở giờ Bullets. Sẽ thử chơi trò mới này xem nào. Đợi tựa game nó lát ạ. Chapter 2. Ok, mình sẽ chuyển qua tựa game tiếp theo, Slacky. Wow, đối thủ của ta nhìn rất đáng gờm.
Oh my god. Thôi còn chúng ta không vừa đâu. Wow, 13 máu. Bài luôn. Wow. Ok, mình sẽ chuyển qua tựa game tiếp theo, đó là tựa game Sky Picture 3D. Chủ đề Valentine đây. Careful. The next thing you hit, you'll fall in love with. I know who I have my eyes set on. Let's go. Chúng ta đã vừa đi vào trong nhà. Wow. Oh my god. This will always be my favorite show. Wow. Đây là mật khẩu để mở chiếc laptop này. Sẽ đánh bắt con tà. Sau khi đánh bắt con tà thì mình sẽ đặt mua một món đồ. Ok. To the masquerade party. Of course, I can look good in everything. I will punish you, you little rascals. Oh my god. Something doesn't seem right here. Mình chưa kịp làm gì luôn. Ok, mình sẽ chuyển qua tựa game tiếp theo, Địa Bắc Chủ.
Mình sẽ bỏ qua phần giới thiệu này và đi vào tiểu liên luôn. Đây là quay lại. Đây là mở cửa để đi tiếp tục. Oh my god. Đây. Đây dường như là một mật mã. Chiếc két sắt kia trong 7624. Một
chìa khóa này có lẽ là để sao ra khỏi ngôi nhà này ra. Mình sẽ giải cứu em gái đi. Có lẽ muốn ra khỏi đây thì phải trở về thế giới bình thường. Oh my god, truy đuổi này. Chuyển qua tựa game tiếp theo, Ice Cream One. Mình chơi ở chế độ Ghost thôi. Các bạn dễ hình dung về tựa game này. Thì lấy sợi dây thừng cột vào cái đinh ở cửa sổ để treo xuống. Tấm bản đồ. Cảm ơn đây. Chúng ta cùng di chuyển đi đến quán cà phê trước đây. Tại đây thì mình sẽ tìm được cái mẩu giấy ở những thùng rác này. Mẩu giấy đó thì chứa mật khẩu của quầy thu ngân. Chúng ta cần phải mở quầy thu ngân ra để lấy những cái đồng xu để làm nhiệm vụ. Đây rồi. For it final. Cái mình đã lấy được những cái đồng xu này rồi. Sẽ đưa dòng xe trước. Tìm một cái máy kho. Đây thì lại không có cái máy kho. Không biết máy kho đang ở vị trí nào đây. Ha 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 ha.
I'm going to kill some kids today. I'm looking for the chump plubby ones. I'm going to find me some chubby kids and we're gonna make some ice cream fun. Mình có thể tục tự lên đã. Còn cái máy kho thì mình sẽ tìm sau. Mình sẽ đi lên khu vui chơi. Cho đi luôn. Đây cần cái kho để kho cái cánh cửa ra, nhưng mà game bị lỗi rồi là mình không có cái kho để kho cái cánh cửa đấy ra. Chìa khóa ở quán cà phê đây. Dùng chìa khóa này mở cửa một văn phòng quán cà phê. Sau đó thì lấy đi chiếc thẻ, lấy chiếc thẻ xong thì sẽ quay lại đây tìm lại cái kho một lần nữa. Nếu không có thì mình sẽ chuyển qua tựa game tiếp theo, bởi vì tựa game này mình đã chơi những video lần trước, có thể là lần này bị lỗi, mình không tìm thấy cái kho đâu cả. Sẽ tìm lại một lần nữa, nếu mà lần này không thấy thì mình sẽ chuyển qua tựa game tiếp theo. Ok, không thấy rồi các bạn ạ. Ok, vậy mình sẽ chuyển qua tựa game tiếp theo. Lost Love. Loading. Mình sẽ chơi Chinchita này. Ok.
Con cái con kiếm dài ghê quá các bạn. Đây rồi. Quay chạy vô. Ô đừng chơi thế. Cái được hai mạng. Tôi có rất nhiều người. Mình thì thôi. Đến lúc mình vào đây. Chạy ô. Mọi người sắp hết nó rồi. Wow. Mọi người sắp hết nó rồi. Wow wow wow. Mình bị rất nhiều người đuổi theo. Tôi liều chết với ông luôn. Wow. Người khổng lồ sắp hết máu này. Ra biết đâu. Wow. Bị chết rồi. Ok ok ok, mình toàn được bao nhiêu đam đây. Wow. Thắng đam rất là nhiều. Ok, mình sẽ chuyển qua tựa game tiếp theo. Đó chính là tựa game Tron Quest Internet. Chơi kiểu gì đây? Không phải. Như này à? Sẽ chuyển qua tựa game tiếp theo, đó là tựa game Stick Jurassic. Stand up. Wow, đi truy đuổi à? Các bạn phải xem sao.
đài luôn các bạn ạ. Tiếp tục mình sẽ chia chọn cái móc này. Đấy, một chút rũa. Wario. Quasi. Xem trang bị nào, có cái gì trang bị nào. Thì mình đang có rất là nhiều tiền. Khiên đắt quá nhỉ. Vũ khí xem sao. Mình chơi dao đi. Let's go. Mới mua cái mũ bạn ơi. Cái này là 60 đam cơ. Cái này đam thấp hơn. Mình không chơi. Ok. Sẽ chuyển qua tự nhiên full. Game cuối cùng của video này. Video của mình xin kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thank you, goodbye, see you again. Hẹn gặp lại.